ta mới tới làng Đưng Ca Si của người dân Cà Ho, và đây là anh Sally. Anh sẽ là người hướng dẫn chúng ta đi vô thác rừng buổi chuyến ngày hôm nay. Anh sẽ hướng dẫn ta làm mọi thứ giống như là nướng heo, làm cơm nam, và là cái homestay của anh Sally. Sau này mọi người đến đây có thể ở đây, và chắc chắn là rất là ấm cúng, một nơi rất là đẹp. Đây là bên trong homestay. Bạn có thể thấy rất đẹp, toàn bộ đồ trong homestay đều là bằng gỗ, từ trần nhà đến sàn nhà đến cửa, tường, tất cả đều là bằng gỗ thiên nhiên, rất ấm cúng và rất đẹp. Đây là nơi chúng ta sẽ phải ngủ và để đồ. Mọi người bắt đầu chuẩn bị cho chuyến trekking vào rừng của mình, chuẩn bị nước uống, găng tay và giày dép. Đi rừng chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là dành cho phụ nữ và trẻ em, nên sự chuẩn bị kỹ càng luôn mang lại sự an toàn cho mọi chuyến đi, đặc biệt là trekking rừng. Trước khi đi, chúng tôi chụp hình tấm hình lưu niệm trước cửa homestay để làm kỷ niệm. Rất vui, từ phụ nữ đến trẻ em, người ốm đến người mập đều có ở trong chuyến đi này. Chào ba lô. Và bắt đầu. Đây là cổng của khu kiểm lâm. Trước khi vào rừng phải qua cổng kiểm lâm. Khó khăn đầu tiên, vượt dòng suối. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng không hề đơn giản. Dù là trẻ con hay người lớn, nếu không quen đều cần sự giúp đỡ. Đứa bé không dám đi nữa, đòi quay lại, rồi phải nhờ đến sự động viên của mọi người rằng không sao đâu, và rồi phải có người đi mẫu bé mới dám tiếp tục đi. Mọi thứ có vẻ rất lạ lẫm với những trẻ này. Một bé 9 tuổi đang đứng khóc và nhất quyết không đi nữa vì sợ và bị té. Khóc rất nhiều. Đây, những người lớn đi qua suối vẫn cần sự giúp đỡ của những anh thợ rừng, những người dân tộc Cà Ho. At the end of the day, just press play and it all goes away. Như bạn đã thấy, được sự giúp đỡ của anh thần rừng Sally thì bé Nhi đã trở nên mạnh mẽ hơn, đã chịu đi và không khóc nữa. Từ từ trẻ sẽ mạnh dạn hơn, can đảm hơn và sẽ tự lập. Mình bảo đảm cho tới cuối hành trình em sẽ tự đi một mình và không phải sự giúp đỡ của bất cứ ai nữa. Đây là cô bé Mai Thanh, học lớp 4. Một cô bé rất can đảm, đã đi từ đầu hành trình đến giờ và đi rất nhanh. Rất vui vẻ đúng không con? Con có sợ không? Con thấy vui không? Vui đúng không con? Giờ con mong muốn con đi nữa không? Dạ, yeah, con.
thực sự chỉ đi những chuyến đi như thế này bạn mới biết được con bạn như thế nào, bạn ngác hay bạn gan dạ. Một đứa trẻ 5 tuổi chạy tung tăng trong rừng, một đứa trẻ 9 tuổi lại khóc rất nhiều, sợ hỏi về và không chịu đi nữa. Đó là điều mà mình sẽ phát hiện sau khi cho con mình trải nghiệm ở một nơi thiên nhiên rất đẹp, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng thấy. Và hầu như đó là cái phong cảnh đầu tiên trong cuộc đời của đứa trẻ mới thấy được cảnh thế này. Và phản ứng của trẻ thể hiện bản lĩnh, thể hiện suy nghĩ, thể hiện cách nuôi dạy của cha mẹ đối với trẻ. Hãy cho con bạn đi chuyến đi như thế này để trải nghiệm, để biết con bạn như thế nào, để giáo dục và để cho trẻ trưởng thành hơn. Alphabet check, stat is whack. Hope I don't come away with a heart attack. Three moons rise at the end of the day. Press play and it all goes away. Bao giờ cũng vậy, cảnh đẹp của núi rừng, cảnh đẹp của sông khác, cảnh đẹp của thiên nhiên bao giờ cũng là động lực rất lớn cho những chuyến check-in, những chuyến bay vượt suối, vượt thác, vượt rừng của trẻ em, của người lớn, của tất cả những người đam mê. Đó là những điều mà bạn sẽ giới thiệu với mọi người ở đây, thác rừng. Thì chưa đến hết cuối chương trình cuối của cuộc đoạn đường đi, nhưng suốt đoạn đường luôn là suối thác, suối và thác rất đẹp. Mọi người chim đây là đoạn giữa của suối đường thác và thác rừng. Chúng tôi hạ trại ở đây vì ở đây có một nơi có thể hạ trại được, một mặt phẳng, chúng ta có thể nhảy lều bạt xuống đây và vui chơi ở đây. Mọi người đã hạ trại tại bàn chuẩn bị ăn bữa trưa với heo nước, uống bia và ăn rau củ. Sau cuộc hành trình khoảng một tiếng với tốc độ của một em bé 5 tuổi thì đoàn đã đến nơi để hạ trại ngay bên dòng thác gọi là thác Gung. Các anh em của người Cờ Ho đã nướng sẵn một con heo. Con heo này không phải con heo của ở dưới kinh, mà con heo này là con heo của người dân tộc họ nuôi. Nó rất nhỏ, to nhất thì khoảng 10 kg và rất ngon, thơm. Thưa các bạn, đây là mâm rau củ, mâm ngũ quả, để mà ăn thêm phần gia vị cho bữa ăn của trưa nay. Cảm ơn cho người mấy người anh em Buster mang vô. Cái lúa này làm từ cây lộ ô, rất là thiên nhiên, rất là hấp dẫn và rất là đẹp. Muối này là muối xả, ớt, ớt rừng, xà lách, trồng, rau sạch. Muối xả. Rất hay, rất hấp dẫn. Ngon thiệt á, muối xả chanh. Rất ngon chị ạ. Đây là một mà là nước chấm, riêng về nước chấm nên làm rất ngon. Mấy bạn này làm nước chấm số 1. Số 1 luôn à. Đây là món mới, bánh mì tha muối xả. Món bánh mì muối ớt thì thấy rồi. Ok, 1, 2, 3. Chụp lại rồi, xong rồi. Kẹp vô. 1, 2, 3. Trời, nó nhẹ, nó đu đã không? Chú cứ kể đó. Cố lên. 1, 2, 3. Các bạn có thể thấy đây là cái tủ lạnh thiên nhiên lớn nhất thế giới, có thể ướp bia để cùng nhau anh em
vui vẻ ở ngay chỗ cuối một suối. Rất lạnh. Bố ơi, có gần đá. Con xanh nhưng con đỏ. Tuyệt vời. Em đỏ nhưng không kém. Quay. Một. À, quay có rồi. Con gái. Con gái. Ba. Vô. Thật cày nhá đúng không? Chấm này ngon lắm nè. Thông thường thì mọi người khi đến cung này sẽ dừng lều cái bên Đồng Tháp và ngủ lại ở đây để hưởng được cái không khí lạnh và bình minh buổi sáng. Nhưng cho tour này phụ nữ và chị em rất nhiều nên việc ngủ lại sẽ không hợp lý và không nên đoàn sẽ check-in quay trở lại homestay ngay trong buổi chiều nay để nghỉ lại ở homestay, và có sẽ một buổi BBQ rất hoành tráng ở ngay tại homestay nơi chúng ta phải đoàn.